Hello mọi người, tôi là Vân và hôm nay là ngày 9 tháng 12. Tôi sẽ làm một video shop tour cho mọi người những cái sản phẩm mới tôi thích làm mộc. Rất là tuyệt vời. Mấy ngày hôm nay thì xin lỗi mọi người là mình hơi trả lời chậm trễ, tại vì đa số là những cái tư vấn về kỹ thuật thì có một mình tư vấn thôi. Nhưng mà mấy hôm nay thì mình bận thời gian đi hội chợ để gặp các đối tác mới từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan vân vân để nhập những sản phẩm mới về cho mọi người. Và cũng như là bỏ thời gian để mình sắp xếp lại cái shop. Nếu mọi người đến shop ngày hôm nay thì mọi người sẽ thấy cái shop của mình được bài trí lại rất là đẹp và rất là nhiều sản phẩm, cực kỳ nhiều luôn. Hiện tại hơn có 300-400 mặt hàng tại cửa hàng. Đây mọi người thấy thì nó thoáng hơn rất là nhiều. Đầu vô là dàn máy pin ập mặt như mắt mọi người liền. Đây là những máy nội địa. Thì ở đây mình còn rất là nhiều máy nội địa như là máy cắt nhôm khủng. Máy hơi Mastro, máy này là máy nén da nha, cực kỳ êm, mình cũng chưa có thời gian review luôn. Máy cưa trục trượt, máy cắt nọng, máy này thì mình bán rồi. Đây là những cái máy cưa trục trượt đó, hàng khủng, cưa trục trượt lưỡi 305 của Hitachi luôn, cưa trục lưỡi 216, máy cắt sắt không chổi than, dùng dây lưỡi hợp kim. Cái máy nén hơi này mình cũng bán luôn rồi. Đây là còn một cái máy bao cuốn thảm. Cái máy này hôm nay có một anh ở Đồng Nai, ở Tây Ninh xuống xem và hốt về. Máy cưa nhôm Hitachi mới, máy cưa nhôm Makita cũ, máy cưa nhôm trượt Makita hang rút. Đây này, 2K2.9. Đây là các thông tin của những cái hệ thống của HL Mộc. Đây là cái kệ máy pin. Kệ máy pin thì hiện tại thì cũng không có gì khác biệt nhiều. Hiện nay chúng ta có hãng của Total, của Mostar, của Stanley, máy bắt bù lon của DCA, máy khoan Mostar. Và ở đây mình có hai con rất là hot, đó là hai con Milwaukee. Hàng này mình vừa nhập về, xách tay. Đây, Mostar luôn. Đây máy khoan gốc và máy mài rung bằng pin. Máy khoan pin của Maxpro, máy khoan pin của Total. Ok, máy mài pin của DCA. Đó, thì trong tương lai mình sẽ có rất là nhiều những cái máy pin khác của những cái hãng khác. Mình đang nhập những cái máy pin của Boss, của Makita, Hitachi, những cái máy dòng cao cấp hơn để phục vụ mọi người. Đây là cái kệ trưng bày sơn, thì mọi người thấy có rất là nhiều sơn ở đây, như sơn của Top One. Top One thì hiện có mình đang có cái màu trắng bóng mà trắng bóng, đen bóng, đen mờ, màu vàng, màu đỏ, vàng, đỏ bóng, xám ghi. Đây là bản màu của nó. Thì đây là những màu cơ bản, mình vừa nói là những màu cơ bản. Đây là sơn lao của Protego, sơn dành cho gỗ. Mọi người mua này, sơn này về thì chỉ cần lao lên cái gỗ là xong, cho ra rất là nhiều cái màu đẹp. Ở đây thì mình bán những cái màu phổ thông nhất mình hay dùng trong bên xưởng khi mình làm hàng cho khách, như màu natural là không màu, cái này giữ là màu gỗ. Màu chocolate là màu sô-cô-la đó, màu này rất thích hợp cho những không gian về stereo, quán cà phê. Màu thích cũng vậy. Cái màu natural này nếu mà chúng ta sử dụng cho những cái gỗ cứng nó lên rất là đẹp. Đây là One Beauty. Nếu mà chúng ta sử dụng cái One này, cái bột chét này khi nào, là khi mà chúng ta khoan một cái tường mà nó bị lủng cái lỗ, bây giờ mình không biết làm sao bít nó lại, thì cái bột chét này mình sẽ bít nó lại cho cái hiện trạng y như cái tường mới. Đương nhiên thì cái màu nó sẽ khác hơn một chút, nếu chúng ta muốn y chang chúng ta phải sơn lại, nhưng mà nó rất là cứng nha, chúng ta chét vô rất là cứng. Bosni Wash, đây là hai cái, đây là sản phẩm giúp cho chúng ta đánh bóng và chống mối mọt cho gỗ. Cái này không phải mình bôi một lần mà là ok nha, mình phải bôi một tháng định kỳ khoảng 3 tháng một lần. Đây là những cái cọ của Total. Đây là kệ trưng bày những cái máy khoan pin, ủa những cái máy khoan bê tông. Đây mọi người thấy như là của Total. Đây là những cái máy khoan đa dụng, khoan gia đình. Đây là khoan chuyên dụng của Total. Cái không gian mình nó nhỏ quá là mình phải trưng như vậy. Đây là những cái máy hôm qua mình đi hội chợ về mình là mua về. Đây là những cái máy mình trực tiếp tại nhà máy sản xuất của Hanbo. Trực tiếp luôn, cái này mình sẽ review cho người. Nên giá hiện tại mình đang có một lô hàng rất là rẻ. Hàng chất lượng nha, chất lượng tương đương chất lượng của Hanbo Total này hết nha. Tại vì cái ông nội này là nhà máy của ổng gia công cho mấy thằng kia đó, muốn sản xuất cái hiệu gì nó cũng sản xuất được hết trơn á. Đây là những cái máy trà nhám của Hitachi, của Maxpro, của DCA, của Total.
À, đây có không thằng bê tông chà bá luôn nè. Những máy nội địa hiện tại thì mình đang đợi lô hàng mới về, nên chủ yếu ở đây mình có cơ lộng, máy phay, máy vào lớn thôi, chứ không có gì. Những cái thước laser của Solar, bộ controller, những cái hộp mũi phay, lưỡi cưa, thước kéo, lưỡi cưa sắt, lưỡi cưa gỗ, các size. Ở đây mình bán tất cả những cái size luôn nha, từ 1.2, 1.5, 2.0, 1.8, 2.3, 3.0, 3.5, 3.8, 4.0, vân vân. Đây máy host nè. Đây là lô cái quầy trưng bày những cái sản phẩm về thước và những cái sản phẩm dao gọt. Đây là dao gọt chỉ veneer của Nhật, của Starem. Đây là những cái thước của Nhật mình vừa nhập về, những cái thước lá chất lượng đảm bảo với mọi người khi mọi người thấy cầm nó lên rồi là chúng ta sẽ ghiền dữ dội luôn, và giá nó cũng rất là mắc. Một cây thước này bao dài 30 là 190 đến 200 ngàn. Ở đây mình có một cây bút đánh dấu. Cây bút này có thể dùng trên các vật liệu như là trên sắt được luôn, trên gỗ được luôn, trên đá đánh dấu. Đây là những cây thước đo lỗ của Nhật luôn, thì giá của nó 270-380, và một cây thước lá nhỏ giá 100 ngàn. Kế bên là Solar giá 50. Rotractor, thước đo vi góc, thì đây mình có hai dòng, nói chung để đây giống xí Nhật lắm. Cái cây xịn này thì giá là 230 ngàn, còn cái cây của Trung Quốc này thì giá nó là 80 ngàn. Chất lượng của nó hai khác nhau. Những cây thước vuông góc của Nhật và của Trung Quốc, những cây thước của Trung Quốc này là giá rất là rẻ, những cây này chỉ có 65 ngàn, 70, còn đây là những cây thước của Nhật. Cái thước này thì nó không có cán, giá của nó là tới 600 mấy, rồi 630. Còn cái thước mà dài 50 này giá từ 650. Người thấy quá đi, hội chợ được cái món này cũng hay. Cái này người ta hỏi hoài luôn, tức là ở đầu bắn rita gắn trên máy khoan. Cái này mình có mẫu à, chưa có bán. Đang hỏi về việc giá cả để nhập về. Đây là những cái thước tam giác hàng Trung Quốc. Cái thước này không có cán nha, cái thước này giá không rẻ, từ 100 đến 210 ngàn thôi. Đây những cái thước của Solar. Thước Solar thì mọi người biết rồi, thước AV và cái thước của Thâu Thuận. Ở đây có món này cũng hay, là cái bộ lấy vít bị tòa đầu. Đây là hàng xịn của Nhật. Cái bộ này chúng ta thấy trên mạng rất là nhiều người bán, cái bộ của Trung Quốc á, đảm bảo người về không xài được gì hết trơn á. Cưa kiếm, máy chà nhám băng, máy bắn bê tông, máy bào của ba hãng Hitachi, Desa và Maxro, máy phay của Desa, chút gỗ và bọng bánh quy, máy mài dành cho dân sửa xe, eto khăn bàn, những cái vam sập ba loại, bình bơm dầu, những cái ke 500 đủ ba size ha, không thiếu size nào, những cái dòi hơi tự động của Nhật và những cái súng sơn các loại, súng bắn đinh thì mình đã về hai dòng của Maxro, dòng 3 phân và 5 phân có khóa tự động, và cả dòng không khóa tự động, súng bắn đinh ghim, súng bắn đinh điện, cả đinh ghim và đinh ép. Đây có sản phẩm mới, đó là những cái đánh dấu bằng Nhật. Cái này người ta dùng để đánh dấu kim loại, nhựa, gỗ và cả kính luôn, đánh dấu được luôn. Đây là những cái bộ đầu giá rẻ, một cái 300, một cái 180 gì hơi, cạo kẹp gốc vuông. Ok, đó là chúng ta xong khu vực bên phải, và khi chúng ta qua khu vực bên trái thì có rất là nhiều sản phẩm khác cực kỳ hot. Đây là những cái thùng của Maxro mình vừa giới thiệu, túi của Total, thùng của Total. Đây là những cái đầu lục bắn vít 500, 15.000 đầu, mũi khoan 2 tầng, mũi khoan xéo, những cái đục
Đục này là đục Đài Loan nha, chính hiệu nha, mình không có bán cái hàng Trung Quốc. Giả của cái hiệu này 170 một cái. Mũi khoan tường, mũi khoan đa năng LJ, cái mũi này khoan được gỗ 2.5 thôi, khoan được gỗ, khoan được tường, khoan được một số chất liệu khác nữa nha. Thì cái này mình lấy về chủ yếu là để chúng ta khoan mồi, tại vì nó có thể khoan tường được luôn. Chúng ta dùng những mũi nhỏ này, mọi người đi bắt gãy cực kỳ đã luôn, tại vì khoan vô lủng luôn, cố định nó luôn. Ưu điểm của nó là rất là khó gãy à, và nó khoan thì không có mượt như những mũi khoan gỗ, nhưng mà khó gãy và rất là bền. LJ Bali, mũi khoan SDS của Judica luôn, mũi khoan xịn luôn, 280.000 một mũi 10 ly, 250.000 mũi 8 ly và 180.000 mũi 6 ly. Đây là những mũi xịn chúng ta dành cho cái máy khoan bê tông ha. Mua cái này về chúng ta khoan được, đá hoặc cương quá. Đây là những cái mũi khoan của Nhật luôn, Unica luôn. Mũi khoan 6 ly lục giác, mũi khoan 8 ly lục giác, mũi khoan 6 ly thường, mũi khoan 6 ly tròn dòng bi, mũi khoan 6 ly tròn dòng TR. Những cái dòng này thật ra chỉ có cái dòng bi là khác nhất, tại vì dòng bi đã dùng cho cái máy khoan có búa. Nhưng mà nếu mà khoan không búa thì nó khoan không có ngon. Còn nó chuyên khoan búa thôi. Tức là chúng ta dùng nguyên liệu cứng á, thì chúng ta sẽ lấy mũi khoan này. Còn tất cả những cái mũi khoan ở đây, trừ mũi khoan dòng SDS ra, thì mũi khoan này đều là giống như mũi khoan Magic mình nói đó. Nó là cũng là Magic, hai cái tên mình đặt thôi. Tức là chúng ta khoan không cần búa chúng ta vẫn khoan được, mà cái bề mặt rất là đẹp. Ở đây mình có thêm hai size RJ 10 ly và TR 10 ly luôn. Đây là những cái size hiếm. À, chúng ta tìm kiếm rất là lâu, và ở đây chúng ta có dòng mũi khoan tròn 3 ly. Mũi khoan này chúng ta dùng khoan mồi gỗ luôn. Cái mũi dắt dít các loại ở đây bao la. Sắp tới mình sẽ qua tuần mình sẽ về cái dòng mặt dít của Nhật, chất lượng cực kỳ tốt. Tự nhiên thì giá nó sẽ mắc hơn, nhưng mà những ai hay sàn xịn thích. Những mũi khoan gỗ tròn của Total 6, 8, 10, 12. Đây, mũi khoan đuôi lục giác 6, 8, 10. Ở đây mình vừa về hai cái dòng mũi khoan thun dần như bữa trước mình review, nhưng giá hôm nay thì nó khác hôm trước nha. Tại hôm nay là mình nhập trực tiếp. Hôm trước thì nó là hàng nó thanh lý. Thì giá của nó là 150.000 cho mũi 3.6 ly và 6.0 là 180. Hai mũi này mình cũng sẽ làm video review. Mũi thun dần thì có một đặc điểm là chúng ta có thể tùy chỉnh được cái độ sâu để ra cái thước của cái mũi khoan cho nó phù hợp. Đây là các mũi khoan của StarM, mũi multifunction dành cho khoan những cái vật liệu như là tre, nứa, trúc, nhựa, gỗ bình thường, gỗ cứng, mica vân vân. Tức là cái khoan này nó khác đặc biệt là nó sẽ cho cái đường khoan rất là đẹp cả hai bên. Cái này bữa trước một anh mua, anh làm sáu, mua hơn 1 triệu tiền mũi khoan này. Nhưng nó giải quyết được những công việc mà chúng ta cần. Đây là những cái đục Nhật. Đục Nhật chính hiệu, hàng chính hiệu luôn, rất là phù hợp cho anh em làm bonsai hay những anh em cần mua để sử dụng cao cấp hoặc là sưu tầm. Mũi khoan 2 tầng của StyleM nè. 3x8, mũi khoan lấy bản lề 3.0 Bali. Mũi khoan vừa khoan 2 tầng vừa rút chốt. Đây cũng có nữa. Đây là keo dán gỗ nha. Dòng màu đỏ là dùng trong nhà, dòng màu xanh là dùng ngoài trời. Cái này là keo của Ý, không phải keo Việt Nam. Vinavil, cái Vina là chỉ trùng hợp thôi, chứ không có liên quan gì hết trơn á. Đây là những cái cục đá mài của Nhật. Đá này 1.000 là 650, còn đá 3.000 là 860. Sắp tới mình sẽ về những cái dòng đá chất lượng y chang, tại vì mình đã làm việc được với một cái đối tác nhà máy sản xuất của cái đá này, nên là chất lượng y chang và giá rẻ hơn rất là nhiều. Đây là những cái cưa đĩa. Ở đây thì mình có bán 3 dòng mới thôi, một là của Hitachi, hai là của DCA, ba là của Total. Maxro mình cũng có bán, nhưng mà cái đợt này cái lô hàng nó có bị lỗi hay sao nên mình không có lấy. Đây là cái đôi giày bảo hộ rất là đẹp. Giày này mà không chỉ mang bảo hộ được nha, bên Mỹ, bên Úc đồ tụi nó lấy, tụi nó mang thành trào lưu thời trang luôn á. Tua vít, ổ điện, chảo kẹp F, kèm các loại đầy đủ hết. Bút khử điện điện tử, cái bút này hay hơn cái bút của Total đó. Dao học giấy. Cái này cũng rất là hay, cái này mình sẽ giới thiệu cho mọi người, những anh em nào làm về khuôn
về nhựa thì chúng ta sẽ thấy cái này nó gọt được kim loại luôn nha, gọt cái mép á. Nhưng bên xưởng mình mấy anh em lấy cái dao này để gọt gỗ, tức là những cái mép gỗ mà chúng ta cần gọt cho nó bớt bén thôi, không cần bo tròn quá sâu, thì chúng ta lấy cái này gọt cực kỳ sướng luôn. Những cái bộ đa năng của Total, ở đây mình mới nhập về cái hãng Fujisa ra này, cái này là cái hàng chất lượng cao, cái bộ này là bộ mở dít chính xác dành cho anh em sửa điện tử, sửa iPhone rồi đó. Đây kèm đục búa dao đủ hết ha, mọi người thấy. Do đây là mọi người chỉ có biết là thường thì anh em đến đây mua đồ hay bị tình trạng là không biết mua gì. Ở nhà thì nghĩ là rất là nhiều thứ, mình tới đây thấy nhiều quá không biết mua gì luôn. Và thường mua đồ ở đây có cái vui rất là vui là thường mua một hồi là mình phải chiêu đi về đi, tại đứng đây một hồi hết tiền. Người thấy đây là hai cái máy khoan pin của Hanbo. Cái máy này là từ nhà máy sản xuất luôn à, giá rất là tốt. Cái máy này là cùng với cái máy của hiệu Asak á, tại vì thằng này gia công cho thằng Asak thôi chứ không phải là Asak gia công cho thằng này. Hai cái máy này là một cái máy khoan 3 chế độ và một cái máy khoan 2 chế độ, dùng pin 21V và 4A. Con này 4A, con này 3A nè. Nó có thể làm pin được 5A luôn. Và bên Trung Quốc á, mình nói chuyện với nó thì những cái này nó bảo hành bên bển 1 năm luôn á. Nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có cái nhà đại lý phân phối, tại vì số lượng nhập không phải từ 1.000 cái. Đây là những cái xích cưa. Này có hai loại ha, một cái 11.5 inch. Đều là 1.5 inch hết, nhưng mà cái bên kia á thì nó bự hơn, rồi cái này nhỏ hơn. Cái này là đang rất là hot tại Trung Quốc luôn, cả Việt Nam nữa. Cái nhà chúng ta thì sẽ mua cái này về chúng ta gắn vô máy mài bình thường mình thôi, thì mình có một cái sensor rồi. Đây là những cái máy mở dít. Bữa trước thì mình có giới thiệu mọi người ba cái dòng này. Dòng này thì phải vô xài với controller, cái dòng này thì không. Dòng này mình chưa giới thiệu. Và hôm qua thì mình đi hội chợ thì mình làm việc với đối tác của Hồng Kông. Thì đây là những cái máy của họ, mình thấy rất là đẹp luôn, rồi chất lượng rất là tốt, cực kỳ tốt và giá rất cũng tốt luôn. Thì cái này nó có hai dòng, dòng có chở than và dòng không có chở than, và nó xài qua cái adapter được tích hợp sẵn luôn, không phải qua cái controller nữa. Cái này thì mình lấy về tất cả những cái đều là mẫu hết và mình sẽ giới thiệu cho người, ai có nhu cầu mua thì mua ha. Đương nhiên thì giá sẽ mắc hơn hai cái dòng này rồi đó, nhưng mà mình đảm bảo mọi người thì nó sẽ rất là đẹp và chất lượng rất là ok. Những cái máy mài của Hitachi, của Matic, của Masro, của DCA, vân vân. Hai cái đế để máy khoan thì có một cái thông tin là cái máy này, cái đế này đang khuyến mãi còn 290 thôi. Còn cái này thì đang khuyến mãi còn 408 ha. Đây là những cái máy lớn, máy cưa chuột trượt, máy cắt sắt, không chở than, dùng lưỡi hợp kim. Máy hơi sắp tới thì mình có làm việc với một đối tác khác sẽ nhập cho một số máy hơi mới, chất lượng tốt, rất là yên tâm, hàng của Đài Loan cho mọi người sử dụng, có thể sử dụng gia đình được, có thể sử dụng trình được, mà máy thiệt nha, không phải là máy giả nha. Đó, hàng máy lớn đây, đây là cái khoan pin. Ok, thì đây là tất cả những cái sản phẩm đang có tại shop. Nếu mọi người có nhu cầu mua hàng thì cứ đến shop của mình à. Địa chỉ là 257/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 6:00 chiều, từ thứ hai đến thứ bảy. Chủ nhật thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ trước để mình có thể sắp xếp thời gian mở cửa. Chứ mình cũng không có mở cửa thường xuyên, tại vì thật sự là làm cả tuần liên tục thì rất là mệt, cần có thời gian để nghỉ ngơi lại, thì anh em thông cảm chút xíu. Ok.
Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của tôi. Tôi là Vinh nha, Vinh chứ không phải Minh nha. Mọi người hay lộn mình, Vinh Minh Minh. Đó, thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thích Làm Mộc và đã tin tưởng mình trong thời gian qua. Và sắp tới mình sẽ có những cái cải tiến về sản phẩm, về chất lượng dịch vụ, cũng như là mình sẽ xây dựng Thích Làm Mộc trở thành một cái mô hình chuẩn để có thể mang đến cái mô hình này cho những anh em ở khác, ở những cái nơi khác. Mình biết rất là nhiều ở những cái tỉnh khác đang có nhu cầu, nhưng mà chúng ta không có một cái cửa hàng giống như vậy. Mình nói thật như vậy, tại vì đa số những cửa hàng chúng ta bán hàng là đang bán máy móc, hoặc là bán một cái này cái kia, hoặc là bán linh tinh. Còn có một cái cửa hàng bán đủ thứ như mình, để đồ chơi như mình thì mình chưa có thấy. Ở Hà Nội thì có rồi, nhưng mà những cái tỉnh khác thì chưa. Nhưng mà mình muốn xây dựng cho nó thật là chuẩn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.